Đại học Quốc tế Hải Phòng, với một cái tấm lòng và với một cái chiến lược phát triển cùng cộng đồng thì đã có một cái trung tâm cũng như là một cái nơi để có thể cùng với lại xã hội chăm sóc sức khỏe, đấy là cái Healthcare. Ngày hôm nay để có thể giới thiệu cái Healthcare này, nó là một cái môi trường, một cái nơi để cho các bác sĩ, các thầy thuốc, các thầy cô giáo sau một thời gian là 2 học kỳ thì lại tiếp tục mặc cái áo blue trắng như ngày hôm nay để đến cùng với lại tất cả các nhà trường, trong đó có trường của chúng ta, truyền đạt, đưa đến tất cả những cái tâm huyết của mình để cho các em. Thật sự là hạnh phúc khi chương trình Healthcare được đồng hành chăm sóc sức khỏe cho tất cả các bạn học sinh trường Hiệp Bình vào ngay những cái giây phút đầu tiên để chúng ta có một cái sự khởi động trong năm học mới. Năm nay chương trình Healthcare của trường Đại học Hồng Bàng đã giúp nhà trường thực hiện cái việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh được sớm hơn, và ngay trong một ngày hôm nay là ngày tựu trường rất là đặc biệt. Chương trình đồng hành với nhà trường trong việc là thăm khám sức khỏe ban đầu cho các em để các em có cái sự an tâm khi bước vào năm học mới. Ngoài ra thì với sự xuất hiện cùng các giảng viên của trường Đại học Hồng Bàng ở các ngành chăm sóc sức khỏe, rồi các anh chị năm cuối của nhà trường cũng giúp các em học sinh trong nhà trường có một cái nhìn vừa bao quát vừa thực tiễn hơn về lĩnh vực nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe. Năm nay năm cuối của em thì em thấy nhà trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cung cấp đội ngũ y khám sức khỏe rất tốt cho học sinh vào năm nay. Em cảm thấy hứng thú nhất là ngành y của trường, tại vì có những thầy cô rất là tận tâm, chuyên nghiệp và nổi tiếng, những cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến và những phương pháp học rất là thú vị, khiến cho em rất là hứng thú với ngành của trường. Với cương vị là một sinh viên dược, khi mà được quay lại trường và tư vấn cho các bạn học sinh ở đây, em cảm thấy rất vui và biết ơn các thầy cô, vì các thầy cô cũng đã một phần truyền đạt cho em kiến thức để ngày hôm nay em lại được tiếp tục truyền đạt lại cho các bạn, để các bạn có thể hiểu rõ hơn về ngành học mà các bạn hướng đến sắp tới, và cảm thấy là các bạn cũng đang yêu thích ngành học của mình. Đến với chương trình ngày hôm nay, các nhãn hàng Skin 1004, Nightwish, Claire và Nature đã đem tới những K-product, là những sản phẩm mẫu thử để cho tất cả các bạn có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm tốt nhất từ các nhãn hàng, đồng thời thiết lập cho mình được một routine cụ thể. Bên cạnh đó, sau khi tham gia chương trình, các bạn còn có thể tham gia được chương trình mini game và soi da miễn phí. We love Healthcare. We love Healthcare. We love Healthcare. We love Healthcare.